Kính thưa quý vị, từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Nga đã thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với Iran. Nga tham gia cùng phương Tây trừng phạt kinh tế chống lại Iran vào những năm 2010 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của các nước Cộng hòa Hồi giáo, nhưng đã bắt đầu bảo vệ Tehran về mặt ngoại giao cũng như tăng cường đầu tư song phương. Đổi lại, Iran hỗ trợ quân sự cho Nga, ví dụ như gửi máy bay không người lái. Các diễn biến này nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng quốc tế và gây ra tranh luận đa chiều. Ngoài Iran, Nga đang đồng thời xây dựng thêm một loạt quan hệ khác, mặc dù thầm lặng hơn nhưng không kém phần quan trọng. Hai năm qua, Moscow lặng lẽ gắn kết với trục kháng chiến, tức mạng lưới đối tác và lực lượng ủy nhiệm của Iran khắp ở Trung Đông, trải dài từ Liban đến Iraq. Trục này bao gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen, cùng với dân quân của Iraq và Syria. Trục này tin rằng họ đang đối đầu với Israel và rộng hơn là Hoa Kỳ. Vậy mối quan hệ giữa trục này với Nga như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Điểm Nóng Quốc tế ngay sau đây. Từ khi cuộc chiến ở Gaza khởi phát, nó đã thúc đẩy trục kháng chiến đoàn kết hơn, tiến hành các hoạt động quân sự mạnh mẽ hơn chống lại Hoa Kỳ, Israel và tuyến đường vận tải ở Biển Đỏ. Trong bối cảnh này, Nga được cho có cơ hội làm suy yếu Hoa Kỳ và đồng minh, thực sự Nga đã nắm bắt. Sau sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023, Nga tăng cường hỗ trợ ngoại giao cho Hamas và Houthi, bảo vệ họ trước Liên Hợp Quốc, cũng như đổ lỗi các chính sách của Hoa Kỳ là nguyên nhân đẩy Trung Đông vào bất ổn. Thậm chí có tin Nga đã cung cấp hậu cần và kỹ thuật cho trục kháng chiến. Ví dụ, một số dấu hiệu cho thấy Nga hỗ trợ Hezbollah về tác chiến điện tử để đối phó với Israel. Nga hiện không phải là bên điều khiển trục kháng chiến, cũng như tầm ảnh hưởng còn hạn chế. Dẫu vậy, bất cứ sự hỗ trợ nào của Moscow cũng được cho là tác động sâu sắc. Nó đã thêm áp lực với Hoa Kỳ và đồng minh. Washington ngày càng khó làm suy yếu các nhóm phiến quân hơn. Theo nhiều chuyên gia, Nga muốn duy trì mối quan hệ giữa các nước Ả Rập cùng với Israel, do đó sự hỗ trợ của họ dành cho trục kháng chiến có giới hạn. Nhưng ở khía cạnh khác, không ít ý kiến nhận định Nga vẫn lặng lẽ thúc đẩy trục kháng chiến chống lại lợi ích của Mỹ. Vì vậy, Washington sẽ duy trì xu hướng đáp trả kiên quyết với những hành động này. Nhưng trên hết, Hoa Kỳ phải làm sao chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, sau đó là xoa dịu căng thẳng khắp Trung Đông. Ngoài ra, để đạt được mục tiêu trên, Hoa Kỳ được khuyến khích nên nhờ sự hỗ trợ từ bên thứ ba. Ví dụ, nhờ các đồng minh trong thế giới Ả Rập làm cầu nối ngoại giao và hạn chế mối liên hệ giữa Nga và trục kháng chiến. Nếu chiến lược trên thất bại, không ít người cho rằng Hoa Kỳ và phương Tây sẽ cực kỳ mệt mỏi. Lợi ích ở Trung Đông sẽ bị đe dọa nghiêm trọng từ các nhóm dân quân mà đứng sau họ một cách không chính thức là hai cường quốc Iran và Nga. Kính thưa quý vị, việc Nga gắn kết với trục kháng chiến không phải là điều mới. Hai bên đã duy trì quan hệ chính trị trong nhiều năm. Ví dụ, các phái đoàn Hamas thường xuyên tới Moscow từ năm 2006. Quân đội Nga đã làm việc với lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn từ khi Moscow can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria năm 2015. Trong cuộc nội chiến này, Nga cũng phối hợp hoạt động với Hezbollah. Cùng năm đó, Moscow thiết lập mối liên hệ với lực lượng dân quân ở Iraq, tổ chức tập hợp các phe phái thân Iran trên lãnh thổ Iraq. Song song đó, Iran, Iraq, Nga và Syria đã thành lập trung tâm tình báo bốn bên để chia sẻ hoạt động về cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo IS. Điều này đánh dấu lần đầu tiên bốn quốc gia có sự hợp tác chính thức về tình báo, mặc dù nhiều ý kiến cho rằng nó vẫn ở dạng sơ khai. Giai đoạn đầu hợp tác, Nga hạn chế hỗ trợ quân sự cho các nhóm trong trục kháng chiến, nhưng từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Nga đã bỏ đi phần nào sự thận trọng. Thiếu hụt lực lượng, buộc Nga phải rút bớt quân đội từ Syria về. Do đó, họ đã trống một số vị trí quan trọng ở miền Trung và miền Đông Syria. Các lực lượng dân quân thân Iran và Hezbollah được cho là đã lắp vào. Theo một số báo cáo của Reuters, Nga đã tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với dân quân được Iran hậu thuẫn ở Syria, cũng như cung cấp tên lửa chống đạn cho Hezbollah qua ngã Syria. Ngoài ra, Nga còn bật đèn xanh cho Iran nâng cấp hệ thống phòng không của Syria. Hỗ trợ như vậy tạo động lực lớn cho các nhóm dân quân ở Syria và Iraq, giúp họ nhắm mục tiêu nhiều hơn vào các căn cứ Mỹ ở Syria với độ chính xác ngày càng tăng. Với trục kháng chiến, sự bảo trợ của Nga vào thời điểm họ cần nhất. Sau cuộc ám sát người sáng lập mạng lưới là tướng Qasem Soleimani của Iran vào năm 2020, trục bắt đầu phân quyền nhiều hơn giúp các thành viên tăng tự chủ để tìm kiếm quan hệ đối tác nhằm nâng cao vị thế, hầu hết dựa vào Moscow để giao thiệp, hy vọng các chuyến thăm qua lại sẽ mang đến lợi ích chính trị, cuối cùng là sự ủng hộ nhiều hơn từ người dân khu vực. Đây là điều Iran thực sự mong đợi. Ở bên kia, sự tiếp cận này mang lại cho Nga nhiều lựa chọn hơn về bạn bè và đối tác tiềm năng. Sự phân quyền cũng làm cho trục này trở nên hữu ích hơn với Moscow bằng cách trở nên linh hoạt hơn, do đó tăng phần nguy hiểm hơn đối với Mỹ, là phân tán nguồn lực và sự chú ý của truyền thông xứ cờ hoa về Ukraine.
Sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, hợp tác giữa Nga và trục kháng chiến được đưa lên tầm cao mới. Có báo cáo chỉ ra, Nga tăng cường gây nhiễu điện tử từ căn cứ Khmeimim ở miền Tây Syria, làm gián đoạn giao thông hàng không, cũng như làm khó các hoạt động bay quân sự của Israel trong khu vực. Phi công Nga đã nối lại tuần tra dọc theo cao nguyên Golan sau một năm tạm dừng. Theo các hãng tin Israel, tháng 1 năm 2024, Hezbollah đã tấn công căn cứ không quân Meron của Israel bằng tên lửa dẫn đường chống tăng do Nga sản xuất. Điều này là tín hiệu Moscow có thể đang cung cấp vũ khí cho nhóm chiến binh. Giới chức Mỹ cũng cảnh báo, công ty quân sự tư nhân Wagner, Bộ Quốc phòng Nga đang tái cơ cấu, cũng có thể cung cấp hệ thống phòng không cho Hezbollah trong những tháng tới. Nga đã gia tăng viện trợ quân sự và giúp đỡ ngoại giao thời gian gần đây. Moscow nỗ lực chuyển hướng chỉ trích quốc tế về Hamas sang Hoa Kỳ, cho rằng Washington độc quyền áp đặt một cách nguy hiểm về tiến trình hòa bình Trung Đông, do đó phải chịu trách nhiệm về sự bùng phát bạo lực hiện nay. Moscow cũng bảo vệ Houthi khi nhóm này tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào tàu thuyền đi qua Biển Đỏ. Nga đổ lỗi cho Hoa Kỳ về hành vi bạo lực của Houthi, cho rằng những cuộc tấn công bị kích động bởi chiến dịch của Israel được Mỹ hậu thuẫn ở dải Gaza. Cùng với Trung Quốc, Nga đã bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Houthi ngừng tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, quan hệ của Nga và Houthi rất phức tạp. Moscow bỏ phiếu trắng giúp nghị quyết được thông qua. Một số cuộc tấn công từ Houthi vô tình đánh trúng tàu chở dầu của Nga. Nếu các cuộc tấn công này khiến kênh đào Suez bị đóng cửa, thì phần lớn lượng dầu Nga xuất khẩu sang Ấn Độ phải đi đường khác. Khi đó, chi phí sẽ lên cao và Moscow mất đi khoản tiền lớn. Hiện tại, các cuộc tấn công của Houthi gây thiệt hại kinh tế một cách hạn chế cho Nga. Tuy nhiên, Moscow có thể hoan nghênh sự gián đoạn thương mại toàn cầu. Mặc dù điều này làm trầm trọng thêm lạm phát và thiếu hụt nguồn cung hàng hóa cho Nga, nhưng hậu quả với phương Tây lớn hơn rất nhiều. Đó có thể là lý do Moscow giúp đỡ Houthi, ít nhất về mặt ngoại giao. Nga đã tiếp đón đại diện của Houthi tại Bộ Ngoại giao vào cuối tháng 1 năm 2024. Đổi lại, một quan chức Houthi hứa đảm bảo an toàn cho các tàu của Nga và Trung Quốc khi đi qua Biển Đỏ. Các nhóm khác trong trục kháng chiến cũng liên tục tới thăm Nga. Đại diện Hamas hai lần đến Nga từ sau sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tại Nga, ngoài quan chức chủ nhà, Hamas còn hội đàm với đại diện của Israel. Hoạt động của Nga làm dấy lên lo ngại về vai trò tiềm tàng của Moscow trong cuộc xung đột mở rộng giữa Israel và trục kháng chiến, đặc biệt giữa Israel và Hezbollah. Mặc dù Nga không muốn xảy ra xung đột toàn diện, điều đó có khả năng nhấn chìm Syria và đe dọa lợi ích của Nga tại đó. Nhưng nước này có thể sẽ hỗ trợ Hezbollah nếu chiến tranh trên diện rộng thực sự xảy ra. Ví dụ, Nga có thể khiến các nhà hoạch định quốc phòng của Israel đau đầu bằng cách tăng cường gây nhiễu điện tử trong khu vực, điều mà Nga đã làm từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, hoặc tuyên bố đóng cửa không phận Syria. Nga chắc chắn sẽ không trực tiếp bắn hạ máy bay của Israel, nhưng nếu Syria làm điều đó bằng hệ thống tên lửa và thông tin tình báo do Nga cung cấp, thì bài toán sẽ rất khác. Kính thưa quý vị, hợp tác giữa Nga và trục kháng chiến được cho là ít bị giới hạn. Nga vẫn đầu tư mạnh vào quan hệ với những quốc gia quyền lực ở vùng vịnh, ví dụ Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây là hai nước có quan hệ kinh tế quan trọng với Nga, nhưng lại thù địch với trục kháng chiến. Nga vẫn duy trì quan hệ hữu hảo nhất định với Israel, quốc gia có rất nhiều người nói tiếng Nga và không loại trừ khả năng sẽ hỗ trợ Ukraine trong tương lai. Hạn chế hiện hữu bây giờ có thể nói là mỗi bên hướng tới một mục tiêu khác nhau. Điện Kremlin hy vọng hạn chế làm suy yếu quyền lực của Mỹ ở Trung Đông, trong khi trục kháng chiến muốn đuổi Hoa Kỳ ra khỏi hoàn toàn. Các trở ngại này được cho là không ngăn mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc. Mối quan hệ đang mang đến lợi ích cho các bên. Ví dụ, giữa tháng 2 năm 2024, tình báo Ukraine cho biết binh sĩ Nga điều khiển máy bay không người lái của Iran từng được Hezbollah huấn luyện ở Syria. Nga và trục kháng chiến đều có hiềm khích với Hoa Kỳ. Hai bên có mục tiêu chung làm giảm ảnh hưởng, tiến tới giảm sự can thiệp của Hoa Kỳ vào khu vực. Một khi cuộc chiến ở Ukraine hạ cường độ, có thể Nga và trục kháng chiến sẽ chia sẻ cùng mục tiêu là đẩy những căn cứ Mỹ toàn bộ ra khỏi Trung Đông. Nga đã ca ngợi động thái của Iraq khi kêu gọi Mỹ rút quân khỏi lãnh thổ. Nga cũng muốn căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria bị tháo gỡ, nhằm tạo điều kiện cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đánh bại hoàn toàn các nhóm chống đối, tiến tới tiếp quản lãnh thổ còn lại. Với Hoa Kỳ, ngăn chặn tính toán trên được cho là không dễ dàng. Washington thiếu đòn đẩy để đối phó trực tiếp với Nga lẫn các nhóm kháng chiến được Iran hậu thuẫn. Ví dụ, việc trả đũa của Mỹ khi anh tạc Houthi ở Yemen và các nhóm phiến quân ở Iraq chỉ gây thêm bất bình với người dân và chính phủ trong khu vực, đặc biệt là chính phủ Iraq. Chính phủ ở Baghdad liên tục cho rằng anh tạc trong lãnh thổ Iraq là vi phạm chủ quyền nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những cuộc anh kích đến nay chưa cho thấy tác dụng.
các nhóm phiến quân vẫn tấn công căn cứ Mỹ ở Syria. Houthi vẫn bắn vào tàu thuyền qua lại tại Biển Đỏ. Cuộc chiến ở Gaza, nguồn cơn để các nhóm nhắm vào lợi ích của Mỹ tại Trung Đông vẫn còn chưa có lối thoát một cách rõ ràng. Cuộc chiến càng kéo dài, Hoa Kỳ càng bị phân tán lực lượng và Nga sẽ hưởng lợi. Ví dụ giảm bớt sự chú ý của nội bộ nước Mỹ về tình hình Ukraine. Một số ý kiến cho rằng Hoa Kỳ có thể tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nghiêm túc để ngăn xung đột lan rộng trong khu vực. Trọng tâm hiện tại của Washington muốn làm suy yếu Iran và cắt giảm sự hỗ trợ của Tehran cho trục kháng chiến, đang mang đến rất ít thành công. Có chăng chỉ là bắt giữ một số tàu chở vũ khí từ Iran chuyển đến Yemen cho Houthi. Nhưng Tehran còn rất nhiều con đường khác. Ngoài ra, cách này cũng không làm giảm mối quan hệ giữa Nga và trục kháng chiến. Do đó, Hoa Kỳ nên cân nhắc về việc tác động đến những quốc gia mà trục kháng chiến đang hoạt động. Trục này sẽ ngay lập tức yếu đi nếu các chính phủ Iraq, Liban và Yemen được quốc tế công nhận có đủ sức mạnh và cấu trúc tổ chức. Cuối cùng, Washington nên khuyến khích bên thứ ba sử dụng đòn bẩy của họ với Moscow để giảm sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Điện Kremlin với trục kháng chiến. Nga đánh giá cao các nước vùng vịnh vì là đối tác kinh tế quan trọng, nên nước này có thể dễ bị áp lực từ họ để từ chối hỗ trợ từ các nhóm thân Iran. Hiện tại, các quốc gia trên như Ả Rập Saudi, Qatar hay UAE ngày càng chia sẻ quan điểm với trục kháng chiến khi lên án gay gắt vấn đề dân thường ở Gaza thiệt mạng. Do đó, họ có thể không coi nỗ lực của Hoa Kỳ là ưu tiên, nhưng một khi chiến tranh ở Gaza kết thúc, họ sẽ hợp tác hơn. Một số ý kiến cho rằng, với Mỹ, ngăn cản mối quan hệ giữa Nga và trục kháng chiến có vẻ không phải là nhiệm vụ cấp bách. Quốc hội Mỹ đã mệt mỏi vì cuộc chiến ở Ukraine. Họ không còn mạnh mẽ mong muốn đẩy lùi Nga như lúc cuộc chiến mới bùng phát. Thực tế, hai vấn đề này có quan hệ chặt chẽ với nhau và cần được giải quyết cùng lúc. Xung đột ở Ukraine đã gây ra những tác động toàn cầu, sự hỗ trợ của Nga dành cho trục kháng chiến, một phần muốn làm suy yếu sự cố gắng của Mỹ và phương Tây ở Ukraine. Trục kháng chiến thì muốn gắn kết với Nga để đẩy Mỹ ra khỏi Trung Đông, nhổ các căn cứ quân sự của Washington trong khu vực. Dù là mục tiêu trước mắt không hoàn toàn giống nhau, nhưng về lâu dài hai bên đều hướng tới viễn cảnh phá vỡ sự thống trị của phương Tây. Điều này được các quan chức Iran minh họa, khi không ít lần gọi sự can thiệp của phương Tây vào Trung Đông là âm mưu của đế quốc. Đây là lý do nhiều chuyên gia phương Tây khẳng định, để ngăn Nga và trục kháng chiến đạt được mục đích, Hoa Kỳ và đồng minh cần làm gián đoạn sự hợp tác giữa họ. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện nay, điều đó là vô cùng nan giải. Chương trình Điểm Nóng Quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.